Căn cứ luật quản lý thuế và luật sửa đổi bổ sung một số điều của luật quản lý thuế, trong thời gian qua, mặc dù Cục Thuế tỉnh Lâm Đồng đã áp dụng các biện pháp đôn đốc thu nợ và cưỡng chế nợ thuế theo quy định của pháp luật, tuy nhiên tính đến hết tháng 4 năm 2017, vẫn còn 17 đơn vị doanh nghiệp chây ì, dây dưa, chậm nộp, nợ đọng thuế với số tiền trên 16 tỷ đồng. Trong đó, một số đơn vị có số nợ đọng thuế lớn như công ty Tâm Châu Bảo Lộc nợ trên 2,9 tỷ đồng, công ty Bá Thiên Bảo Lộc 2,8 tỷ đồng, doanh nghiệp tư nhân Phúc Lộc Thọ trên 2,7 tỷ đồng, công ty sản xuất Lụa Tơ Tằm Bảo Lộc 2,4 tỷ đồng, công ty một thành viên 508 tại Lâm Đồng 1,4 tỷ đồng. Nay, Cục Thuế tỉnh Lâm Đồng tiếp tục thông báo công khai danh sách các đơn vị doanh nghiệp còn nợ tiền thuế, tiền nộp chậm trên website của Cục Thuế tỉnh để các cơ quan, tổ chức cá nhân được biết và thực hiện nghĩa vụ nộp thuế đối với nhà nước.